Ở trận đấu mà chúng ta chuẩn bị hướng tới, trận bán kết thứ nhất của môn bóng nam tại SEA Games 32, U22 Việt Nam là những cầu thủ mặc áo màu trắng ở phần sân phía tay phải mà nhỏ các bạn trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đây là Phan Tuấn Tài, Quang Thịnh, Đức Phú vẫn sẽ là một trong những tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam trong trận đấu quan trọng này. Đức Phú là người đã không chơi trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Đây là trận đấu đầu tiên mà U22 Việt Nam thi đấu tại sân động Olympic Quốc gia. Họ chưa có bất cứ một buổi tập nào trên sân động này. Vào sáng ngày hôm qua thì thầy trò viên Philippe Chuzier đã có một quãng thời gian ngắn đi dạo trên mặt sân của Olympic Quốc gia để cảm nhận điều kiện mặt cỏ cũng như là không gian. Tôi nghĩ rằng việc làm quen sân vào thời điểm này nó sẽ không còn quá quan trọng khi mà mặt sân Olympic là một trong những mặt sân tiêu chuẩn ở đẳng cấp quốc tế. Và lối chơi thiên về bóng ngắn, kỹ thuật, nếu như chúng ta muốn áp dụng hoàn toàn có thể phát huy một cách hết sức hiệu quả. Điều mà tôi quan tâm cho đến lúc này trước hết là hàng phòng ngự của đội tuyển U22 Việt Nam với trường hợp xuất hiện ngay từ đầu của Quang Thịnh lần thứ hai tại SEA Games này. Trong trận đấu ở lượt cuối tại vòng bảng thì Quang Thịnh đã chơi khoảng hơn 60 phút với một chất lượng cao theo tiêu chuẩn của một cầu thủ lần đầu tiên được chơi tại SEA Games. Nhưng Quang Thịnh cũng đã gặp khó khăn đối với vấn đề thể lực và không thể chơi. Ngọc Thắng đã không thể chơi được trọn vẹn cả 90 phút. Cú lên bóng đầu tiên nguy hiểm của Indonesia. Ở giải đấu năm nay thì U22 Indonesia, Thái Lan và Việt Nam là những đội bóng được đánh giá cao nhất về mặt lực lượng. Và trong quá trình diễn ra ở vòng bảng thì cả ba đội bóng này đã phần nào thể hiện được năng lực thực sự của mình. U22 Indonesia thì có được một quá trình dễ dàng hơn khi họ thi đấu ở bảng A với những đối thủ không quá mạnh, và họ đã có được 4 trận toàn thắng. Tỷ số ghi bàn là 13 bàn và chỉ để lưới có 1 bàn thôi. Họ đã lần lượt thắng Philippines với tỷ số 3-0, thắng Myanmar 5-0, thắng Timor-Leste 3-0 và lượt cuối là trận thắng trước đội chủ nhà Campuchia với tỷ số 2-1. Đã có tình huống phạm lỗi của Sanata với thủ thành Quan Văn Chuẩn. Quan Văn Chuẩn đã không chơi trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Đó là một quãng nghỉ cần thiết cho hầu hết những cầu thủ quan trọng của đội tuyển U22 Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Trousier và người đồng nghiệp của mình, người đang dẫn dắt đội tuyển U22 với Thái Lan, đều đã lựa chọn không phải đội hình mạnh nhất cho trận đấu ở lượt cuối của vòng bảng. Và đó là một trận đấu có sự quyết liệt nhất định, và phần nào đó là những nét tích cực đến từ đội hình không phải mạnh nhất của đội tuyển U22 Việt Nam. Đội bóng của huấn luyện viên Philippe Trousier đã có một hiệp 2 trong trận đấu đó có thể nói là xuất sắc, có được bàn gỡ và làm chủ hoàn toàn thế trận. Đó chính là nền tảng để giúp cho đội tuyển U22 Việt Nam, cho dù chơi với đội hình nào, cũng có được sự tự tin để đối mặt tại SEA Games lần này. Như đã nói, đây là một trong những đứa trẻ tài năng nhất của bóng đá Indonesia trong quãng thời gian gần đây. Những cầu thủ sinh năm từ 2001 đến 2004, 2005 đã được Liên đoàn bóng đá Indonesia chăm bắp rất kỹ trong quãng thời gian gần đây, và đặc biệt là họ có quãng thời gian rất dài được đào tạo dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Những cầu thủ sinh năm 2001 như Ricky, như Dewangda đều đã có khoảng hơn 20 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Witan Suleman cũng vậy. Văn Tùng, quả phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Người đã phạm lỗi là Fajar cũng là một trong những phát hiện mới của U22 Indonesia tại giải đấu năm nay. Một cầu thủ được đăng ký trong danh sách là một vị trí phòng ngự, nhưng lúc này đang chơi rất hay ở vị trí tiền vệ phải và đã có được 4 bàn thắng tại giải đấu năm nay. Nhưng vừa rồi là một tình huống mà Fajar đã phạm lỗi với Văn Tùng. Quả phạt cho U22 Việt Nam.
Lê Văn Đô là một trong hai cầu thủ có mặt trong thời điểm này ở khu vực đá phạt. Quả treo bóng của Lê Văn Đô. Quả bóng vừa rồi gợi nhớ cho chúng ta rất nhiều về trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indo. Tình huống đá phạt của Hoàng Đức và Đoàn Văn Hậu băng lên ghi bàn. Vừa rồi cũng là một tình huống sóng gió nhưng nó ở bên phía cánh đối diện. Marcelinho. Phút thứ 6 của trận đấu bán kết giữa hai đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Tỷ số đang là không đều. Và sau những phút có những thời điểm đẩy cao đội hình thì chúng ta có thể hiểu được rằng hai đội sẽ có những khoảnh khắc kiểm soát trận đấu bằng một sự điềm tĩnh, giữ thế trận để chờ đợi thời cơ. Sự vội vàng trong những trận đấu như thế này hoàn toàn có thể sẽ phải trả giá. Ngọc Thắng. Hồ Văn Cường rất mạnh mẽ, đó là Ahan Pramata. Trong khoảng 3 năm trở lại đây thì Ahan Pramata đã là hậu vệ biên số 1 của đội tuyển quốc gia Indonesia. Một cầu thủ nhỏ con nhưng thi đấu cực kỳ cơ động. Minh Trọng đang có những dấu hiệu của sự trưởng thành vượt bậc. Vừa chơi tròn vai trong vai trò của một cầu thủ phòng ngự, hoàn toàn có thể dâng cao để hỗ trợ tấn công bằng những tình huống kiến tạo. Hai cánh cũng là hướng tấn công mà huấn luyện viên Philippe Trouzé đã có được kết quả tốt cùng với các học trò ở chặng đường đã qua. Thực ra thì U22 Việt Nam hoàn toàn có thể chơi với những phương án khác nhau, một lối chơi tương đối đa dạng, nhưng cơ bản chúng ta trông chờ nhiều vào những tình huống dâng cao ở hai biên của những cầu thủ như Minh Trọng hay Hồ Văn Cường. Phút thứ 10 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là không đều và tiếp theo sẽ là quả phạt, quả ném biên dành cho U22 Indonesia. Khả năng ném biên tuyệt vời của Ahan không khác gì một quả tạt. Và như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ U22 Indonesia. Một tình huống dâng lên bất ngờ của Komang. Một pha bóng có thể nói là khá đột biến của đội bóng đến từ xứ Vạn Đảo. Đây là một miếng đánh mà có lẽ là hàng phòng ngự của U22 Việt Nam đã bị bất ngờ. Mọi người đều tập trung rất nhiều vào Ricky Ritho hay là Witan Suleiman, những người đang tập trung trong khu vực cấm địa. Nhưng chúng ta hãy nhìn Komang có thể hình tốt, đã rất mạnh mẽ băng lên vào dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc là trong tình huống vừa rồi thì các trung vệ của đội tuyển U22 Việt Nam đã không làm chủ được không gian phía trước khung thành của thủ môn. Một lần nữa ở SEA Games lần này, lứa trẻ của bóng đá Việt Nam lại đứng trước một thử thách. Chúng ta một lần nữa bị dẫn trước từ rất sớm. Và phần còn lại của trận đấu chúng ta sẽ phải chứng minh được rằng chúng ta là những người có khả năng. Đường chuyền vượt tuyến, lỗi việt vị. Đó là lỗi việt vị dành cho tiền đạo của đội tuyển U22 Indonesia. Người đã băng xuống hơi sớm trong tình huống phản công vừa rồi của các cầu thủ Indonesia là tiền đạo số 9 Sanata. Trước đó là một tình huống tấn công hay của ta. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội bóng áo trắng U22 Việt Nam. Văn Tùng. Rất kịp nha. Bóng đã không vượt qua được sự truy cản của Ahan Pramata. Sự phản ứng của U22 Việt Nam sau khi phải nhận bàn thua đến lúc này là tương đối tích cực. Ta đã mạnh dạn đẩy cao đội hình và tìm kiếm được sự gắn kết trên hàng công. Văn Tùng, tiếp là cú xoay người dứt điểm ở tư thế khó của Văn Tùng đã chưa thành công. Nhưng đó là những tín hiệu chúng ta đã đưa bóng được đến 1/3 phần sân của đối phương.
đã tạo ra được những pha phối hợp có tính gắn kết cao. Chúng ta cần duy trì điều này trong quãng thời gian sắp tới. Faza rất nguy hiểm. Bagas, Văn Chuẩn đã cứu thua. Một tình huống phòng ngự xuất sắc của Quang Văn Chuẩn. Nhưng có rất nhiều lỗ hổng trong phòng ngự của U22 Việt Nam. Vâng, đúng là trong tiếng vừa rồi thì đã có một khoảng trống tương đối lớn dành cho các cầu thủ tấn công bên phía đội tuyển U22 Indonesia. Họ đã thoát được xuống sát được bên ngang. Quả tạt trong tình huống vừa rồi là tương đối lạnh lùng. Tuy nhiên bóng đi ở tầm thấp và vẫn nằm trong quyền kiểm soát của thủ môn Quang Văn Chuẩn. Cô Bằng, Ramata. U22 Việt Nam đang tập trung tấn công bên phía cánh trái và phần sân ngược lại. U22 Indonesia cũng thường xuyên tập trung bên phía tấn công bên phía cánh phải với sự cơ động của Faza. Có lẽ đây là đòn trả đũa của Ahad Ramata. Thẻ vàng dành cho số 12 bên phía 22 của Indonesia. Marcelinho, Sanata rất nhịp nhàng. De Wangda dứt điểm từ xa, sở trường của De Wangda đá đi quá cao so với khung thành của Quang Văn Chuẩn. Nhưng những tình huống kiểm soát bóng phối hợp ở phạm vi ngắn nhỏ của các thủ 22 Indonesia là khá tốt. Tôi nghĩ rằng vào lúc này khi mà U22 Việt Nam đang lựa chọn cho mình một lối chơi hơi thiên về phòng ngự, bảng điểm đang nghiêng về phía đội tuyển Indonesia. Những vấn đề của đội tuyển U22 Việt Nam không phải chỉ là vấn đề của hàng phòng ngự, mà chúng ta sẽ còn cần phải lưu ý đến việc kiểm soát trái bóng và triển khai lối chơi để tìm kiếm những cơ hội ở phía trên. Với những con người đang có mặt trên sân, khó có thể kỳ vọng là U22 Việt Nam sẽ có thể kiểm soát bóng tốt hơn và tạo áp lực tấn công mạnh hơn nữa về phía đối thủ. Rất hay, Minh Trọng, thứ hai, Văn Tùng. Tình huống xử lý quen thuộc của Văn Tùng. Đáng tiếc là không có bàn thắng thôi. Rất nhiều những pha bóng tấn công triển khai theo hướng này đã được các cầu thủ trẻ của chúng ta khai thác một cách tuyệt vời. Pha xử lý rất hay của Minh Trọng trong pha bóng vừa rồi. Thực ra nếu như Văn Tùng bỏ bóng và bóng đến vị trí của Thanh Nhàn ở phía sau có lẽ là thuận lợi hơn. Nhưng Văn Tùng vốn dĩ đã là một sát thủ bẩm sinh, có cơ hội thì anh sẽ tận dụng cách tối đa. Sức ép đã được tạo ra và bàn thắng đã đến. Vẫn là Văn Tùng. Bàn thắng thứ 3 của Văn Tùng bằng đầu và bàn thắng thứ 5 của cá nhân anh tại giải đấu năm nay. Tuyệt vời. Không quá lâu sau tình huống dứt điểm đầu tiên của Văn Tùng trong trận đấu này, một pha xoay compa để dứt điểm đi trên khung thành là cú đánh đầu ngược và ghi bàn thắng cân bằng cách biệt cho đội tuyển U22 Việt Nam. Tôi nghĩ rằng vẫn là cái đầu của Văn Tùng. Quả treo bóng là của Đức Phú. Vâng, đúng là Văn Tùng. Thực sự là hết sức nhạy cảm. Bàn thắng quá đẹp của Văn Tùng và nó cho thấy được bản năng sát thủ của tiền đạo Ma Xuân Chiến bên phía U22 Việt Nam. Đó là một pha bóng rất khó anh Tùng ạ. Vâng. Bởi vì ở phía trước Văn Tùng bị che bởi người đồng đội Thanh Nhàn và có cảm giác như Văn Tùng hoàn toàn dứt điểm theo bản năng của một sát thủ. Wamat Ferry cũng là một trung vệ kỳ cựu của U22 Indonesia, người đã góp mặt tại hai kỳ SEA Games trước đó 2019 tại Philippines và 2021 tại Việt Nam. Ở hiệp 2 của trận đấu thì đội tuyển U22 Indonesia trong bộ câu lạc bộ đỏ phần sân phía tay phải mà nhỏ các bạn. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì Indonesia là những người
có thời gian kiểm soát bóng tốt hơn, họ đã nhập cuộc tốt hơn và có được bàn thắng mở tỷ số của Cô Mang. Nhưng bằng bản lĩnh của mình thì U22 Việt Nam cũng đã có được sự quân bình về mặt điểm số cho đến thời điểm này bằng bàn thắng của Văn Tùng. Đó là pha ghi bàn thứ 5 của chân sút đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Hà Nội tại SEA Games 32. Đây là pha lên bóng của cầu thủ U22 Indonesia. Nguy hiểm. Pha lướt đi rất nhanh và có cú dứt điểm. Đó là pha dứt điểm của Sanata, mũi nhọn chơi cao nhất tràn tấn công của U22 Indonesia. Trước đó là đường truyền của Witan Suleman. Nếu như U22 Indonesia có sự thay đổi người ở khu tuyến giữa thì U22 Việt Nam cũng đã có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Huỳnh Công Đến đã được đưa vào sân để đá cặp cùng với Thái Sơn ở vùng giữa sân. Hồ Văn Cường đã được rút ra và Đức Phú được điều chuyển sang bên phía hành lang cánh phải. Một sự thay đổi người quen thuộc của viên Philip Chuji. Tafoni. Tafoni cũng chỉ là một nhân tố dự bị cho đội của U22 Indonesia, nhưng anh đã chơi tốt trong trận đấu cuối cùng của U22 Indonesia với đội chủ nhà Campuchia. Và đó là lý do ngày hôm nay anh được huấn luyện viên Siafi đưa vào sân từ rất sớm để thay thế cho Adnanda, người đã thi đấu có phần mờ nhạt trong 45 phút đầu tiên. Với bàn thắng ở phút thứ 35 của Văn Tùng thì lúc này lợi thế về mặt tâm lý có vẻ như đang thuộc về những cầu thủ trẻ của chúng ta. U22 Việt Nam đã có sự điềm tĩnh và sự tự tin hơn để lên đến một hiệp 2 thi đấu thành công hơn so với quãng thời gian thi đấu của hiệp 1. Trong suốt cả 45 phút thi đấu của hiệp đấu đầu tiên thì U22 Việt Nam chỉ có được một tình huống dứt điểm trúng đích duy nhất, và đó chính là tình huống đánh đầu thành bàn của Văn Tùng. Pha lên bóng hiệu quả và chất lượng của U22 Việt Nam vẫn là những tình huống tấn công dọc theo hành lang cánh trái, nơi có những tình huống phát động tấn công chính xác của Tuấn Tài và khả năng cơ động, tốc độ và kỹ năng xử lý bóng khéo léo của Võ Minh Trọng. Lê Văn Đô, Đức Phú, Văn Tùng, Lê Văn Đô, vẫn là Lê Văn Đô, căng ngang không được. Người đã cắt bóng là trung vệ Ferrari. Trung vệ của đội tuyển Indonesia đã chơi một cách điềm tĩnh trong tình huống này. Tiếp tục lại là một quả đá biên nữa của Ahad Ramata, và chúng ta hãy nhìn cách các cầu thủ phòng ngự của Việt Nam tổ chức chống lại quả đá biên này như thế nào. Coman đã rời sân. Ferry cũng là một trung vệ có chiến thuật rất tốt. Ahad Pramata. Quán bàn chuẩn. Cú đá của Marcelinho rất nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đối thủ U22 Indonesia. Từ hai quả ném biên của Ahad Pramata thì chúng ta đã để thủng lưới hai bàn. Lần này quán bàn chuẩn đã đoán được bước một tốt, nhưng chúng ta lại thua ở bóng 2. Không có tiền vệ nào kiểm soát khu vực trước của 16m50. Lê Văn Đô đứng xem. Có vẻ như bóng đã khẽ chạm vào chân của trung vệ Ferrari. Có lẽ là bàn thắng sẽ được tính cho Ferrari. Cái duyên của các trung vệ bên phía U22 Indonesia. Rất đáng tiếc cho tình huống phòng ngự vừa rồi của đội tuyển U22 Việt Nam. Đầu tiên là cú đẩy bóng của Quan Trần. Phút thứ 60 của trận đấu, đội tuyển Indonesia đang dẫn trước với tỷ số 2-1 trong trận đấu ở SEA Games 32. Nhưng cách mà các cầu thủ U22 Việt Nam đang tiếp cận ở những phút tiếp theo, tôi cho rằng là hợp lý. Thẻ vàng thứ 2 cho Anand Pramata, và đó sẽ là thẻ đỏ dành cho cầu thủ hậu vệ biên trái của U22 Indonesia. Một quyết định rất chính xác của trọng tài Hegon Kim. Một tình huống phạm lỗi từ phía sau và ngăn cản tình huống băng lên của Đức Phú. Ahan xứng đáng với chiếc thẻ vàng này. Và từ phút này trở đi chúng ta sẽ chơi hơn người. Hiệp 1, Ahan Pramata đã phải nhận một thẻ vàng. Và pha bóng này thì hoàn toàn xứng đáng.
với chiếc thẻ vàng thứ hai. Không hề có sự nhân nhượng nào đến từ trọng tài Haegon Kim, còn trọng tài đến từ Hàn Quốc. Chắc chắn là đã có tác động của Ahan trong tình huống vừa rồi. Và đó là một pha ngăn chặn tình huống phát triển tấn công có rất nhiều cơ hội cho đội tuyển U20 Việt Nam. Và việc Ahan phải nhận thẻ vàng thứ hai là hoàn toàn hợp lý. Khuất Văn Khang, quả tạt của Khuất Văn Khang rất khó chịu. Rất tiếc là Văn Trường đã không có được sự nhạy cảm cần thiết trong tình huống vừa rồi. Tình huống tạt bóng của Khuất Văn Khang là cực kỳ khó chịu, bóng đi ở đường dưới và bật đất. Cú pha bóng rất lúng túng của Ferrari. Thoát lúng pressing hợp lý. Bóng thắng. Rất nhịp nhàng, Lê Văn Đô. Khoảng trống. Được chuyền vào. Rồi. Người được lựa chọn là Đinh Xuân Tiến. Bóng bật chân Đinh Xuân Tiến và đi vào lưới, chứ không phải là một pha dứt điểm có ý đồ chủ động của tiền vệ đến từ Sông Lam Nghệ An. Không sao cả, không sao cả. Vấn đề là áp lực của chúng ta, vẫn là cách mà chúng ta áp đặt được lối chơi và chúng ta tận dụng được thời cơ. Một pha đá phản chứ không phải là pha ghi bàn của Đinh Xuân Tiến. Những áp lực mà U22 Việt Nam tạo ra là đủ lớn để khiến cho đối phương phải mắc lỗi. Đó là điều quan trọng. Ngọc Thắng đã dâng cao để hỗ trợ tấn công. Và có vẻ như những quả tạt của U22 Việt Nam cũng có ý đồ, vì nó luôn luôn là những quả tạt ở tầm thấp và bóng đi cực kỳ khó chịu. Chính xác là như vậy. Rõ ràng không phải là những pha bóng bổng để có thể khiến cho các trung vệ có tầm vóc của U22 Indonesia có thể phát huy được khả năng kiểm soát không gian của mình. Một tình huống chơi bóng rất kỹ của đội tuyển U22 Việt Nam. Đáng tiếc là cú đá bằng chuẩn không thuận của Khuất Văn Khang lại đi trúng vị trí của thủ môn đối phương. Bây giờ là quả đá phạt dành cho đội bóng áo trắng. Nhịp chơi tôi nghĩ rằng như thế là hợp lý, anh Phương Nam ạ. Không cần phải vội. Rất hay, rất vâng. Rất hay, rất nhịp nhàng. Mọi thứ đều hoàn hảo. Chuyển tình huống dứt điểm cuối cùng của Khuất Văn Khang. Pha đỡ bóng bước một và quyết định quất chân phải cũng là một quyết định nhanh và dứt khoát. Chỉ có điều là may mắn chưa đến với Khuất Văn Khang thôi. Cú đá vừa rồi mà ăn được một chút bá ngoài để lái trái bóng về phía góc xa thì nó sẽ là một bàn thắng cực đẹp. Lê Văn Đô sẽ có cơ hội với quả đá phạt trực tiếp này. Tôi vẫn luôn chờ đợi Lê Văn Đô thực hiện những tình huống cố định ở SEA Games 32. Khuất Văn Khang cũng đang có mặt ở khu vực đá phạt. Nhưng tôi nghĩ rằng khả năng dứt điểm sẽ thuộc về Lê Văn Đô nhiều hơn. Hơi thắc mắc một chút khi vì sao điểm đá phạt lại bị kéo xa hơn so với điểm mà chúng ta đã bị phạm lỗi. Đúng này thì cự ly đá phạt đến tới gần 30m, nó cũng không hẳn là một cự ly sở trường của Lê Văn Đô. Khuất Văn Khang, những cú đá ở cự ly này của Khuất Văn Khang thì có lực hơn. Đêm đồ là khoảng 25-26m. Quả phạt góc bên phía cánh trái cho đội tuyển U22 Việt Nam. Thời gian vẫn còn để lợi thế hơn người của đội tuyển U22 Việt Nam có thể phát huy. Và giả sử như trận đấu được kéo dài thêm những hiệp phụ thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò huấn luyện viên Philippe Trugier. Đánh đầu vẫn còn. Lê Văn Đô, nó giống như một cú dứt điểm hơn là một đường truyền của Lê Văn Đô. Nhưng với những gì mà thầy trò Philippe Trugier đã có trên lúc này, không phải chỉ là vấn đề hơn người. Tôi vẫn đánh giá rằng bóng đá trẻ Việt Nam vẫn đang trên lộ trình phát triển một cách hợp lý. Cho dù thế hệ những cầu thủ đang chơi tại SEA Games 32 không phải là những người được đánh giá quá cao về những phẩm chất cá nhân. Rất nguy hiểm. Đó vẫn là Văn Tùng với những tình huống dứt điểm một chạm. Và một lần nữa Văn Tùng cho thấy được kỹ năng chơi đầu của mình hay như thế nào trong tình huống bay người đánh đầu lái bóng về phía góc xa vừa rồi. Một đường truyền hơi nhẹ của Thái Sơn, nhưng Văn Tùng đã biết cách lướt lên trước mặt Ferry và thực hiện động tác đánh đầu lái bóng rất kỹ thuật. Lần này thì tài năng của thủ thành Edado đã cứu thua cho các cầu thủ U22 Indonesia.
này U20 Việt Nam đang có tới hai cầu thủ trên tiền vệ tấn công để hỗ trợ cho Văn Tùng, đó là Văn Trường và Đinh Xuân Tiến. Phút thứ 90 của trận đấu và tỷ số đang là 2-2. Sức ép vẫn đang liên tục được tạo ra bởi đội tuyển U22 Việt Nam. Tám phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai. Vẫn còn rất nhiều cơ hội để cho đội tuyển U20 Việt Nam kết thúc trận đấu trong hai hiệp chính. Văn Trường, Quang Thịnh, Phan Tuấn Tài. Văn Trường, quả tạt của Khúc Văn Khang. Đợt phản công của U22 Indonesia. Quyền kiểm soát đã thuộc về đội bóng áo trắng. Đây là đợt phản công. Văn Tùng. Giữ điểm chiến tranh. Đáng khen cho sự quyết đoán của Văn Tùng trong tiếng vừa rồi. Hơi tiếc một chút cho pha trả bóng bằng chân không thuận của Văn Tùng. Một phong cách chơi rất hiện đại của Văn Tùng, rất đáng được biểu dương và cần phải được phát huy. Phút bù giờ thứ hai. Hiệp hai sẽ vẫn còn khoảng 6 phút nữa cho những phút bù giờ. Thể thức thi đấu ở SEA Games thực sự là khắc nghiệt với mật độ 2 ngày, 3 ngày một trận. Và cùng với đó, điều kiện thời tiết lúc này ở Campuchia, nhiệt độ thường xuyên ở mức 36 đến 40 độ C. Một cầu thủ có thể lực tốt như Fajar Checkman của Indonesia cũng đã cho thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi. Chúng ta cần phải hết sức tập trung trong tình huống này. Indonesia đã có được hai bàn thắng đều đến từ những tình huống cố định. Dewangda cũng là một trong những chân sút phạt cự phách của U22 Indonesia. Cần tập trung cả bóng 1 lẫn bóng 2. Dewangda rất may. Thẻ vàng, lẽ ra phải có thẻ vàng cho Ricky Riho với tình huống chơi bóng thiếu fair play như vừa rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Có thể nói đây là một pha dùng tay chơi bóng được không anh Tùng? Có thể hiểu là như vậy. Riho đã cố tình cản phá đường di chuyển của Quan Văn Chuẩn. Một động tác kéo đối phương, và thậm chí nếu như quan sát kỹ hơn có thể là cánh tay của Riho đã chạm vào bóng. Nhưng không có một chiếc thẻ vàng nào đối chiếu cả. Thực ra vào lúc này thì tình thế của Indonesia cũng đã là rất khó khăn rồi. Thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ hai vẫn khoảng hơn 4 phút nữa. Vâng, bây giờ là 4 phút. Vẫn còn đủ cho đội tuyển U20 Việt Nam. Trận tuyến này không được. Đá bóng sống của Văn Trường. Chậm lại một chút.
Đó là những gì mà ông Tuje đang muốn nói với các học trò của mình. Đường trả bóng của Levando thì là rất hay, nhưng Văn Trường hoàn toàn có thể khống chế thêm một nhịp trước khi đưa ra những lựa chọn tiếp theo. Một tình huống khống chế, và sau đó nếu như không có cơ hội dứt điểm thì hoàn toàn có thể thực hiện đường truyền vào phía trong cho Đinh Xuân Tiến. Bóng đá giống như hầu hết các môn thể thao khác luôn cần phải nhanh, nhưng đôi khi người ta cần phải tĩnh lại một chút, chỉnh lại khoảng nửa nhịp, thậm chí là một phần tư nhịp, thì mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn và cơ hội sẽ là đủ lớn để có thể có được kết quả tốt. Được phản công cho đội tuyển U22 về Indonesia. 3-3. Faza. Ivan. Rất tiếc là chúng ta đã để thua ở phút bù giờ thứ 6. Một tình huống phản công kinh điển của U22 Indonesia. Pha xử lý xuất sắc của Taufani. Bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 6. Thật sự là rất đáng tiếc cho đội tuyển U22 Việt Nam. Thời gian còn lại của hiệp thi đấu này vẫn còn, nhưng có lẽ là cực khó để có thể thay đổi được tình hình. Trước tình huống để thua này thì chúng ta đã chứng kiến một vài pha bóng mà đội tuyển U22 Việt Nam cho dù có đông người nhưng chơi phòng ngự không thật sự triệt để. Nếu như cầu thủ Indonesia thành công với trận bán kết này thì đó cũng là một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Họ đã chơi có thể nói là rất kiên cường. Nhưng cơ hội vẫn còn về mặt thời gian. Dứt điểm. Tình huống dứt điểm là của Đinh Xuân Tiến. Một pha dứt điểm chất lượng, nhưng một lần nữa bóng vẫn rất gần với vị trí của Hernando. Bóng đi vừa tầm với cái chân phải của Đinh Xuân Tiến. Cú vung chân là vừa đủ. Nhưng U22 Indonesia vẫn còn có một sự chuẩn xác trong tình huống phòng ngự cuối cùng. Pha chơi bóng bằng chân không hiệu quả của Quan Văn Chuẩn. U22 Indonesia có được một quả ném biên. Và thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ hai là còn rất ít. Lợi thế với một điểm số một lần nữa thuộc về đội bóng áo đỏ Indonesia. Và có lẽ họ sẽ là những người có mặt trong trận chung kết của môn bóng nam tại SEA Games lần này. Sự thay đổi người bên phía đội tuyển U22 Indonesia. Haykan vào sân để thay cho Marcelino. Tiếp tục là quả ném biên cho cầu thủ Indonesia. Vẫn còn một quả phạt góc nữa dành cho các cầu thủ áo đỏ. Như vậy là trận đấu đã kết thúc với phần thắng 3-2 nghiêng về phía đội tuyển U22 Indonesia.